Sau 3 kỳ tổ chức thành công, Liên hoan guitar quốc tế dòng Fingerstyle tại Việt Nam đã trở thành một sự kiện văn hóa được đón đợi của cộng đồng guitar trong và ngoài nước. Đây không chỉ là dịp để các nghệ sĩ guitar yêu thích thể loại Fingerstyle đến từ rất nhiều quốc gia châu lục được giao lưu chia sẻ niềm đam mê, mà còn mang lại cơ hội trải nghiệm những chương trình nghệ thuật chất lượng cho đông đảo khán giả yêu mến guitar trong nước và quốc tế. Ghi nhận của nhóm phóng viên văn hóa và sự kiện tại đêm diễn mở màn Liên hoan diễn ra tại Hà Nội. Sau 2 lần tổ chức thành công tại Việt Nam, năm nay Liên hoan guitar quốc tế dòng Fingerstyle 3 tiếp tục là một sự kiện văn hóa thu hút sự quan tâm của công chúng yêu guitar trong và ngoài nước. Đây là năm thứ 3 và là tour diễn thứ 7 được phối hợp tổ chức giữa công ty Winching Entertainment và nhà hát tuổi trẻ và hội Fingerstyle guitar tại Việt Nam với mong muốn thúc đẩy sự phát triển của dòng guitar Fingerstyle tại Việt Nam, đồng thời đưa nghệ thuật độc đáo này đến gần hơn với công chúng. Năm nay với sự góp mặt của 5 nghệ sĩ guitar tài năng Jacques Tosimbi, Agustin Amigo, Tây Ban Nha, Akihiro Tanaka, Nhật Bản và đại diện nước chủ nhà Việt Nam, nghệ sĩ Duy Phong. Liên hoan đã mang đến cho khán giả những đêm biểu diễn chất lượng bằng chính phong cách biểu diễn đa dạng lôi cuốn của các nghệ sĩ. Đây là năm thứ 3 chúng tôi tổ chức cái liên hoan Fingerstyle này tại Việt Nam. Thì khán giả có thể... Có lẽ là nó đã tạo được cái dấu ấn trong lòng các khán giả Việt Nam là cứ đến tháng 7 như thế này thì là có một cái liên hoan Fingerstyle guitar như vậy. Và đây là một cái dòng guitar rất là mới, nó mang lại một cái cảm giác rất là khác lạ cho các khán giả Việt Nam. Mỗi một lần liên hoan như vậy thì mỗi nghệ sĩ luôn luôn cố gắng để đưa được những cái thể hiện những cái bản nhạc mà nó mang đậm phong cách và kỹ thuật của mình nhất, cũng như là mang cái âm hưởng của nước mình nhất để mang đến cho các khán giả. Trong đêm biểu diễn đầu tiên tại nhà hát tuổi trẻ Hà Nội, với lối chơi tinh tế tràn đầy cảm xúc, nghệ sĩ guitar Agustin Amigo đến từ Tây Ban Nha đã tạo sự bất ngờ cho người nghe qua phần trình diễn tác phẩm Phía sau một cô gái do anh chuyển soạn. Là nghệ sĩ guitar được giới chuyên môn đánh giá cao về mặt kỹ thuật cũng như cảm xúc biểu diễn, Agustin thực sự đã góp phần tạo nên sự phong phú cho liên hoan lần này. Đặc biệt năm nay, nghệ sĩ guitar tài năng Justin King đến từ Mỹ thực sự làm mãn nhãn khán giả với những kỹ thuật điêu luyện cùng phong cách biểu diễn trẻ trung đầy ngẫu hứng. Qua kinh nghiệm biểu diễn tại nhiều concert guitar quốc tế lớn, Justin King đã truyền lửa cho cả khán giả bằng chính tài năng và sự sáng tạo của mình trên những ngón đàn.
Là một nghệ sĩ guitar của Mỹ, tôi muốn cống hiến cho khán giả những kỹ thuật chơi fingerstyle mang đậm phong cách Mỹ đến với khán giả Việt Nam. Bản thân tôi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và cảm thấy thăng hoa trong cảm xúc được sáng tạo ra những âm thanh kỳ diệu trên chiếc đàn guitar. Fingerstyle guitar là thể loại độc tấu đang phát triển mạnh tại Việt Nam trong những năm gần đây. Với thế mạnh, chỉ với một cây đàn, người chơi có thể mang đến âm thanh của cả một ban nhạc. Fingerstyle vẫn đang hấp dẫn một lượng lớn các bạn trẻ trong cộng đồng guitar Việt Nam. Chính những kỳ liên hoan được tổ chức như thế này đã tạo nên những sân chơi nghệ thuật đẳng cấp để các nghệ sĩ guitar đến từ các quốc gia, các châu lục được cùng nhau giao lưu chia sẻ những nét mới trong phong cách fingerstyle. Còn khán giả thì có dịp để thưởng thức những vẻ đẹp đặc sắc của fingerstyle guitar qua những màn trình diễn đầy ngẫu hứng của các nghệ sĩ quốc tế. Đối với chúng tôi là những nghệ sĩ đam mê guitar, thì đây là một sân chơi để chúng tôi được gắn kết và thỏa sức sáng tạo với niềm đam mê của mình, đồng thời gửi đến công chúng những phần trình diễn mang đậm phong cách fingerstyle. Tham dự liên hoan fingerstyle là cơ hội rất lớn để chúng tôi được học hỏi, giao lưu kinh nghiệm lẫn nhau, cũng như là trao đổi về nét đặc sắc giữa các âm nhạc của các nước. Và đây là cơ hội rất là hay để phát triển fingerstyle tại Việt Nam. Trải qua nhiều kỳ fingerstyle, đây vẫn tiếp tục là những cơ hội để các nghệ sĩ trên thế giới giao lưu học hỏi nhau về các màu sắc âm nhạc của từng nước, quốc gia, và rất có ý nghĩa đối với những nghệ sĩ chuyên và không chuyên tại Việt Nam, để quan trọng nhất là đẩy mạnh tình yêu âm nhạc nói chung và fingerstyle nói riêng. Liên hoan fingerstyle guitar quốc tế tại Việt Nam lần thứ 3 năm 2017 khép lại với nhiều dấu ấn khó quên. Vượt qua ý nghĩa là một sự kiện âm nhạc, liên hoan cũng góp phần là cầu nối giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.